kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một tập 46 Mời xem kinh văn dưới đây Thử giai thị nhất sanh Thập sanh Bách sanh Thiên sanh Quá khứ phụ mẫu Nam nữ Đệ muội Phu thê quyến thuộc Tại ư ác thú Vị đắc xuất ly Vô xứ hy vọng Phước lực cứu bạc Đường cáo Túc thế Cốt nhục Sự tác phương tiện Nguyện ly ác đạo Phải nhớ kỹ là họ đến cầu mong bạn giúp đỡ bạn không học phật họ không đến cầu bạn vì sao vậy bạn không có năng lực giúp đỡ họ hiện nay bạn học phật rồi họ biết bạn có năng lực giúp đỡ họ nên họ đến cầu bạn cho nên hễ chim bao thấy cảnh giới này thì chúng ta niệm phật hồi hướng cho họ tụng kinh hồi hướng cho họ bạn tụng kinh địa tạng cũng rất tốt Niệm danh hiệu Bồ Tát cũng rất tốt Tụng kinh vô lượng thọ Tụng kinh a di đà Niệm danh hiệu a di đà Phật đều tốt Đây là pháp môn tu chính của chúng ta Sức mạnh của pháp môn tu chính Vô cùng thù thắng Vì sao vậy? Tụng hằng ngày, niệm mỗi ngày Chúng ta đặc biệt hồi hướng cho họ Họ là đến cầu mong giúp đỡ Cầu mong cứu vớt. Trong ảnh trần hồi ức lục Chúng ta xem thấy có một câu chuyện Cho Pháp Sư Đàm Hư kể Là 8 năm lặng lẽ đọc lăng nghiêm Bạn xem đoạn đó Vào thời đó Họ đều là cư sĩ tại gia tiếp xúc được Phật Pháp, biết Phật Pháp hay. Họ vô cùng ưa thích Kinh Lăng Nghiêm. Có mấy người chí đồng đạo hợp mỗi ngày cùng nghiên cứu, đọc tụng. Cũng là do cơ duyên không chín mùi vì phương Bắc rất ít có người giảng kinh. Cho nên chỉ có mấy người tự mình nghiên cứu Dựa theo phương pháp này mà tu học Nhưng họ cũng thật hiếm có Có thể mấy người cùng với nhau tham cứu Học tập Theo một bộ kinh Có thể duy trì thời gian đến 8 năm Thật là hiếm có Có thời gian dài như vậy Thì nhiều ít cũng có chút công phu Chút công phu này là vô cùng hiếm có Là vô cùng hy hữu Cảm động quỷ thần Đến cầu siêu độ Đàm lão nói đó không phải là ông Là một người bạn của ông Họ hùng vốn với nhau Mở một cửa tiệm thuốc bắc nhỏ Để duy trì đời sống Buổi trưa lúc buôn bán thưa khách Mấy người này ngủ lơ mơ Trên quầy hàng Một người bạn của ông Lúc đang ngủ lơ mơ thì nhìn thấy hai người bước vào vậy là sau khi họ đã tỉnh rồi mới kể lại với nhóm bạn của pháp sư đàm hư nghe ông nói hai người bước vào này là oan gia trái chủ trước đây vì tranh chấp tiền của nên đi kiện vụ kiện này ông ấy thắng rồi nên hai người này treo cổ tự sát vì chuyện này nên ông ấy cũng thường hay cảm thấy rất áy náy khi ép trả nợ khiến cho hai người này bị chết đi cũng cảm thấy rất là áy náy hai người này họ đến chẳng phải để kiếm chuyện hay sao Sợ là trả thù Sau khi nhìn thấy hai người này bước vào Sắc mặt Rất là ôn hòa Nên trong lòng cũng tương đối an liền hỏi họ Các anh đến đây làm gì Họ nói là đến cầu mong siêu độ Tâm ông liền thấy an ổn trở lại Họ không phải đến kiếm chuyện Là đến cầu siêu độ Ông nói được cách siêu độ như thế nào Họ nói chỉ cần ông nhận lời là được, được rồi Thế thì được Tôi nhận lời anh liền nhìn thấy hồn của hai con quỷ này Nhảy lên đầu gối của ông Đạp lên vai của ông Rồi sanh thiên Chỉ cần nhận lời siêu độ là được Bạn hỏi dựa vào sức mạnh gì Dựa vào sức mạnh Tám năm lặng lẽ đọc kinh lăng nghiêm Sau khi hai người này đi rồi Chưa bao lâu là có hai người đến nữa Hai người, một người là nữ Còn nhắc theo một đứa trẻ Nhìn kỹ lại là người vợ và đứa con trai đã qua đời của ông Đứa con trai đã chết Hai người đến Ông liền hỏi bà làm gì Cũng đã đến cầu siêu độ Phương pháp giống nhau là nhận lời Tôi nhận lời bà, siêu độ bà Liền nhìn thấy hồ quỷ này đạp lên đầu gối Nhĩ lên dai rồi sanh thiên Không cần bất kỳ nghi thức nào Người siêu độ chân thật Họ thật sự có công phu mới được Nếu họ không có công phu Thì nghi thức như thế nào Cũng không thể có tác dụng gì được rồi Nhất định phải tự mình Thật sự có công lực tu hành Hay nói cách khác Tối nằm chim bao Thấy những quỷ thần này Đến tìm bạn siêu độ là chứng minh bạn vẫn có chút công phu Nếu bạn không có công phu thì họ sẽ không đến Cho nên chúng ta bình thường Đọc kinh, niệm Phật, lễ Phật Thậm chí là giảng kinh trên buộc giảng Xong thời khóa này Chúng ta đều có hồi hướng Hồi hướng nhất định là dùng tâm chân thành trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường từng ly từng tí công phu tu học thường ngày của chúng ta đều là vì chúng sanh không phải vì chính mình thì công đức hồi hướng này mới viên mãn Ta hôm nay mở quyển kinh ra Đọc bộ kinh này Là vì ai? Vì tất cả chúng sanh Ta hôm nay bước vào niệm Phật đường Niệm một câu A-di-đà Phật này Là giống như trên kinh nói Niệm mấy phút cũng tốt Niệm mấy giờ Niệm nửa ngày một ngày Niệm hai ngày hai đêm Niệm vì ai? Niệm vì tất cả chúng sanh thì công đức hồi hướng này của họ liền viên mãn chúng ta ngày nay học giáo phát tâm giảng kinh thuyết pháp là vì ai vì tất cả chúng sanh nếu như nói phát tâm là vì chính mình thì lợi ích rất nhỏ rồi công đức không lớn vì tất cả chúng sanh vì phật pháp trụ lâu ở thế gian thì công đức không thể nghĩ bà công đức trên kinh nói đều là chỉ cái này các vị nhất định phải biết duy minh thì công đức rất nhỏ là một việc như nhau nếu vì chúng sanh vì phật pháp thì lợi ích công đức vô lượng vô biên bởi vì chúng sanh vô biên phật pháp vô biên nên lợi ích công đức của bạn là vô biên Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật này Thì tại vì sao mỗi niệm Lại tự giới hạn thành ra nhỏ đến như vậy Vì chính mình, vì gia đình này của ta Vì tập thể nhỏ này của ta Cùng là một việc giống như vậy Mà được phước nhỏ Được công đức nhỏ Được lợi ích nhỏ Người ta cũng làm công việc như vậy tại vì sao được lễ công đức vô lượng vô biên như vậy chỉ trong khoảng một niệm Phật pháp nói một niệm tương ưng họ một niệm có tương ưng hay không tương ưng với tự tánh tương ưng với chân tâm tự tánh chính là pháp giới chân tâm chính là pháp giới Phật đã nói rất nhiều rồi Chúng ta nhất định phải thể hội cho được Phải nhớ cho thật kỹ Y giáo tu hành Vì sao gặp phải tình cảnh này Có một số tín đồ đến thăm chúng ta Nói ra những sự việc này với chúng ta Chúng ta biết trong kinh địa tạng có Liền có thể nói với họ Trở về đọc kinh niệm Phật hồi hướng cho họ Có một số người không tin Phật Hoặc giả là vừa mới vừa tiếp xúc Phật Pháp Gặp phải chim bao Thấy quỷ thần đến tìm họ Năm xưa tôi có một người bạn Đồng nghiệp Vợ của anh ấy trong một tuần lễ chim bao liên tục ba lần, cho nên cô rất hoài nghi. Chim bao thấy gì? Chim bao thấy người hàng xóm, người vợ đó cũng là vừa mới qua đời, đại khái qua đời chưa đến nửa năm. Ba lần thấy chim bao hỏi bà xin tiền, mong bà giúp đỡ. Bà tôi nói bà vô cùng khó khăn đời sống vô cùng khó khăn lúc bà trong cơn chim bao cũng không nghĩ đến bà ấy đã chết rồi không hề nghĩ đến bà thấy làm lạ bà nói chị sống khổ không nên tìm đến tôi chị nên về hỏi chồng chị đó bà ấy nói chồng tôi không có tiền mong chị giúp đỡ một tuần chim bao thấy ba lần như vậy bà liền đến tìm tôi tôi với bà cũng rất quen biết nhau Cùng với nhà bên đó cũng rất thân quen Ồ, oh, tôi liền nghĩ đến Tôi nói họ là tín đồ cơ đốc giáo Là không có tiền Tín đồ cơ đốc giáo không đốt giấy tiền Tôi nói không sao đâu Cô đốt một ít giấy tiền cho bà Bà quả nhiên nghĩ thông rồi Sau khi đốt một ít giấy tiền xong Thì cũng không có chim bao thấy nữa Cơ đốc giáo không đốt giấy tiền Bà ấy ở cõi quỷ Cõi quỷ đốt giấy tiền thật sự vẫn có tác dụng cho nên chuyện đốt giấy tiền này Bạn thấy Lão Pháp Sư Ấn Quang Có nói qua ở trong văn sao Ngài đối với chuyện này Là vừa không tán thành Cũng không phản đối Tại vì sao không tán thành Trong Phật Pháp không có Trong Phật Pháp nói siêu độ Chỉ là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Tụng kinh hồi hướng cho họ Thế nhưng không phản đối Con người sau khi chết rồi Luân hồi có sáu nơi để đi Giấy tiền chỉ có cõi quỷ Họ có thể thọ dụng được Còn những cõi khác đều không thọ dụng được Nếu như họ rơi vào cõi quỷ Người ta đốt giấy tiền Bạn không cho họ đốt Chẳng phải chẳng đứt đường tiền tài của người ta rồi sao Việc này cũng là việc phiền phức rồi Họ sẽ khởi tâm sân hận đối với bạn Cho nên cũng không phản đối chúng ta học theo cái thái độ này của lão pháp sư là rất tốt không đề xướng nhưng cũng không phản đối đây là phong tục tập quán của dân gian chứ không liên quan gì đến phật pháp người học phật chân thật thì không dùng những thứ này cho nên biết được trong cảnh mộng mộng thấy những quỷ thần này là đều có quan hệ với mình nếu như họ nói là thân thuộc trong đời quá khứ mười đời trăm đời nghìn đời thì đương nhiên chúng ta không biết được rồi bạn xem tuy không biết nhưng những quỷ thần này biết bạn có duyên với họ có nhân duyên nhiều đời họ vẫn sẽ đến tìm bạn cầu bạn giúp đỡ tuổi thọ của quỷ rất dài Tuổi thọ của nhân gian thì ngắn. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, một ngày trong cõi ngạ quỷ bằng một tháng của nhân gian. Cho nên chúng ta cúng tế quỷ thần, mong một ngày rằm là đúng vào lúc họ ăn trưa, ăn tối. Một ngày của họ là một tháng của chúng ta. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Hơn nữa tuổi thọ của cõi ngạ quỷ Đại khái Đều là một nghìn năm trở lên Tuổi thọ dài Nơi đó cũng tính là một năm Có 360 ngày Là một năm Họ thọ một nghìn năm Bạn nên biết một ngày của họ Là một tháng của nhân gian chúng ta Cho nên Trương Thái Viêm vào thời đó làm phán quan ở Đông Nhạc Đại Đế. Ở trong cõi quỷ vẫn nhìn thấy những người như Hàng Vũ, Liễu Tông Nguyên. Ngay cả những người chết vào Triều Hán, ông cũng đều gặp mặt họ ở trong cõi quỷ. Triều Hán đến nay chỉ ít là 2.000 năm nên tuổi thọ của quỷ dài hơn tuổi thọ của con người quá nhiều rồi trong lục đạo thực sự tuổi thọ của con người ngắn tuổi thọ con người cũng có lúc dài chúng ta sống vào lúc tuổi thọ ngắn tin kinh Phật nói tuổi thọ của con người dài nhất là 84.000 năm chúng ta là đang ở vào giai đoạn của kiếp giảm Phật báo rất mỏng tuổi thọ dài thì phước báo sẽ lớn tuổi thọ ngắn thì phước báo rất mỏng tuy phước mỏng nhưng nếu chịu tu sẽ rất dễ dàng cũng không khó khăn trái lại duyên tu phước đến cũng rất thù thắng dùng thời gian ngắn tu phước báo lớn đây là người thông minh người có trí huệ cho nên kinh văn này chúng ta phải nhớ kỹ đây đều là cha mẹ người thân quyến thuộc ở trong quá khứ của mình có nhân duyên đến nhờ giúp đỡ bên dưới đây là phương pháp giúp đỡ phổ quản nhớ dĩ thần lực khiên thị quyến thuộc lệnh đối chư phật bồ tát Tương tiền chí tâm tự đọc thử kinh hoặc thỉnh nhân đọc kỳ số tam biến hoặc thất biến đây là làm phật sự siêu độ cho nên làm phật sự siêu độ cũng là từ trong kinh địa tạng mà ra tự mình có thể đọc là tốt nhất bởi vì tâm của mình thành khẩn là người thân quyến thuộc của mình ta vì họ nên tâm này vô cùng thành kính nếu tự mình không thể đọc thì sao thì mời người mời người khác đọc hiện nay thông thường đều mời người xuất gia bởi vì trong kinh nói người khác đọc cho họ thì họ chỉ có thể được một phần bảy lợi ích cho nên thông thường người ta mời bảy người đọc họ mới được một phần đạo lý là như vậy mời bảy người đọc họ mới được một phần đọc ba biến bảy biến đọc như vậy rất tốt lý luận phương pháp của siêu độ chúng ta nhất định phải hiểu thì nó mới không rơi vào mê tín bạn phải nói cho người ta tin nó là sự thật như thị ác đạo quyến thuộc Kinh thanh tất thị biến số Đường đắc giải thoát Nải chí mộng mị chi tung Vĩnh bất phục kiến Bạn sẽ không còn mơ thấy họ nữa Không còn mơ thấy Là họ đã thoát khỏi cõi quỷ rồi Họ được lợi ích rồi Thoát khỏi cõi quỷ Phần lớn họ lại đến cõi người để đầu thai hoặc giả người có lợi ích phước báo lớn họ có thể sanh về cõi trời cõi trời thường là từ trời đau lợi trở xuống sanh về tứ vương thiên đau lợi thiên trên kinh nói phần lớn là nói sơ lược nếu như nói tỉ mỉ thì cấp bậc phước báo trong tứ vương thiên Đến đao lợi thiên vẫn là khác nhau Mặc dù sanh về đao lợi thiên Thì phước báo mỗi người vẫn là khác nhau Là giống như chúng ta cùng sanh về cõi người Bạn xem mỗi người Họ dụng trong đời đều khác nhau Có người giàu sang tột bậc có người nghèo khổ thấp hèn Cùng được thân người Mà phước báo không như nhau Từ đó cho thấy Cùng được thân trời như nhau Nhưng phước báo cũng khác nhau Thiên nhân không có phước Thiên nhân phước rất mỏng Thì hoàn cảnh đời sống vật chất của họ Có khi còn không bằng người phước báo lớn ở nhân gian Vẫn không bằng nhưng thân của họ là thân trời. Đạo lý này thật ra không khó hiểu. Bạn thử nghĩ xem, người chúng ta được thân người trong cõi người, cõi xúc sanh thường không bằng cõi người, có một số xúc sanh hưởng thụ, có khi người nghèo khổ chúng ta không bằng nó, không bằng cả xúc sanh. Đây chẳng phải là cùng đạo lý hay sao? Cho nên nếu bạn quan sát tỉ mỉ tình trạng trong lục đạo luân hồi thì dần dần bạn có thể thể hội được rồi gia đình giàu có nuôi thú cưng, súc sanh. Người nghèo khổ thật sự không bằng, thật thua xa nó. Ăn uống sinh hoạt của nó bao nhiêu người phải chăm sóc, khi bị bệnh thì còn có bệnh viện thú y. Đưa đi bệnh viện còn có xe đưa, xe đón. Bạn thấy người nghèo khổ làm gì có phước phần này chứ, cho nên nó là thân súc sanh. Súc sanh có phước báo còn tốt hơn người nghèo khổ chúng ta nhiều cùng một đạo lý như nhau trong thiên nhân người không có phước báo đời sống không bằng con người đây cùng một đạo lý cho nên tuy sanh thiên cũng phải có phước báo mới được sanh thiên dựa vào điều kiện gì tu ngũ giới thập thiện cho tốt thì sẽ sanh thiên nếu như không tu bố thí không chịu giúp đỡ người khác cho thật nhiều thì sanh thiên cũng không có phước báo có thể thấy tu phước rất quan trọng bạn thật sự có phước báo thì bất luận bạn ở trong cõi nào họ đều hưởng phước cho nên phước báo có thể mang theo được là không bị mất đi công đức cũng có thể mang đi được nhưng công đức là rất dễ bị mất Trên kinh thường nói Một cơn sân hận đốt cháy cả rừng công đức Cho nên công đức Rất khó duy trì Phước đức thì không có vấn đề gì Phước đức có thể duy trì Công đức rất khó duy trì Xin thưa với các vị là Công đức là tâm thanh tịnh Là định quệ cho nên khi có tâm tham khởi lên Tâm sân hận khởi lên Thì tâm thanh tịnh của bạn lập tức bị mất hết rồi Bạn lập tức bị mê rồi Đỉnh quệ sẽ không còn nữa Đỉnh quệ là công đức Nó khác với phước đức Xin xem tiếp đoạn này dưới đây Đoạn này là hạ tiện cầu hối Đây là pháp tu sám hối Phục thứ phổ quản Nhược vị lai thế Hữu chư hạ tiện đẳng nhân Hoặc nô hoặc tỳ Nãi chí chư bất tự do chi nhân Giác tri túc nghiệp Yếu xám hối giả Đây là nêu ra Một nhóm chúng sanh xám hối trước Bần tiện là người rất khổ ở trong nhân gian bần là không có của cải tiện là không có địa vị ở thế gian nó là đối lập với phú quý phú là có của cải quý là có địa vị bần tiện với phú quý khác biệt rất lớn tạo nên sự khác biệt này là do nghiệp mà chúng ta tạo ở trong đời quá khứ sanh ra nếu như trách xã hội giàu nghèo không đồng đều giàu nghèo tuyệt đối là không thể đồng đều được rồi đây là đạo lý nhất định vì sao vậy nghiệp mà mỗi người tạo khác nhau thì đâu thể xuất hiện quả báo giống nhau được chứ là việc không thể rồi cho nên giáo huấn của bậc thánh hiền là hy vọng tôi bên có thể hiểu rõ sự thật về nhân quả báo ứng thì mọi người đều không có oán hận nhau người phú quý có nghĩa vụ giúp đỡ người bần tiện Người bần tiện biết được mình phải tu phước Phải sám hối Biết phải tu phước Thì xã hội mới có thể hài hòa Mới có thể ổn định phồn dinh được Đôi bên tôn trọng lẫn nhau Ngày nay họ phú quý Là do đời trước họ tu tốt ta ngày nay bần tiện là do ta không có tu sao có thể trách người ta được chứ gieo dưa được dưa gieo đậu được đậu hiểu rõ đạo lý này thì sẽ không oán trời trách người biết mình không có tu không tu không sao hiện nay tu vẫn còn kịp mà ta hiện nay chịu tu thì đời sau sẽ tốt nếu người phú quý không chịu tu chỉ hưởng phước không tu phước nữa thì đời sau sẽ trở thành mừng tiện rồi. Đây mới là đạo lý chân thật. Trong đoạn này, Pháp Sư Thanh Liên trích dẫn trong Kinh Biện Ý nói Đây là Phật nói Ngũ sự thường sanh ti tiện Vi nhân nô tỳ làm đầy tớ là không có địa vị trong xã hội không có địa vị gọi là tiện phật nói có năm loại nghiệp nhân phải thọ quả báo này đệ nhất kiêu mạng bất kính nhị thân nhị thân là cha mẹ có thái độ ngạo mạn với cha mẹ không có tôn kính đối với cha mẹ bất hiếu thì đời sau họ sẽ bị quả báo này đệ nhị can cường vô khác tâm khác là tôn kính là cung kính loại người này cũng sẽ gặp quả báo này tự cho mình là đúng mọi mặt đều không chịu như người khác phật ở trên kinh cũng thường hay cảm thán chúng sanh cõi diêm phù đề can cường khó giáo hóa Tại vì sao Phật nói khó giáo hóa vậy? Tập khí rất nặng Chúng ta thông thường nói là Người có cá tính rất mạnh Không dễ tiếp thu sự khuyên bảo của người khác Đệ tam phóng vật Bất lễ tam tôn Tam tôn là nói tam bảo khinh chê tam bảo điều thứ nhất phía trước là không kính trọng cha mẹ còn đây là không kính trọng thầy đạo lớn của thế gian và xuất thế gian là hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy tổ bất kính với cha mẹ bất kính với thầy tổ tam bảo là mẫu mực đứng đầu ở trong sư đạo phật pháp là sư đạo là mô phạm điển hình của thầy giáo bạn làm sao có thể tùy tiện không có một chút tâm cung kính nào đối với họ được chứ đệ tứ đạo thiết dĩ vi sanh nghiệp cả đời đi trộm cắp để duy trì đời sống của mình thủ đoạn trộm cắp rất nhiều nhất định phải hiểu ý nghĩa đích thực của trộm cắp trong phật pháp nói không cho mà lấy đó đều gọi là trộm cắp cũng là như chúng ta thường nói của bất nghĩa nếu như bạn lấy của bất nghĩa làm kế sinh nhai cho cuộc sống của bạn Như thế là phạm vào điều này rồi Của bạn không xứng đáng có Nếu bạn chiếm hữu nó Nếu bạn giành được nó Đây cũng là Nghiệp nhân của thấp hèn. Đệ ngũ Phụ trái đào tị bất thường người thiếu nợ không chịu trả nợ đời này không chịu trả nợ đời sau gặp lại cũng phải trả không cách gì trốn tránh được điểm này chúng ta nhất định phải biết thiếu nợ chúng ta nhất định phải trả nợ mạng vẫn phải đền mạng Nhà Phật nói Nhân quả thông ba đời Không phải một đời này Đời này bạn trốn được rồi Đời sau làm thế nào đây Còn có đời sau nữa Đời đời kiếp kiếp Khi gặp lại Vẫn phải trả nợ Thiếu mạng phải trả mạng Thiếu tiền phải trả tiền Trừ khi đối phương Giác ngộ rồi Chỉ có học Phật mới giác ngộ Đối phương giác ngộ rồi Món nợ anh nợ tôi Thôi khỏi tính nữa Không cần anh trả nợ Anh nợ mạng tôi cũng không cần anh trả Hết rồi Thế thì mới được Nếu như không gặp được người giác ngộ Họ niệm niệm Để ở trong tâm Đến đòi nợ đòi mạng Vì thì, thì vô phương rồi trong văn tự ghi chép của nhà phật đại sư an thế cao của triều hán bạn xem truyện ký của an thế cao trong quyển thứ nhất của cao tăng truyện ngài đến trung quốc hai lần để đền nợ mạng trong đời quá khứ ngài cũng là ngộ sát hai người nên đời này đặc biệt đến nơi đây để trả hai lần nợ mạng này Hai lần này cũng là ngộ sát Ngày ngộ sát người ta Người ta cũng ngộ sát Ngài Đây là Bồ Tát Thị Hiện Nói cho chúng ta biết Thành Phật thành Bồ Tát rồi Cũng vô phương Vẫn là phải trả nợ mạng nợ tiền vẫn phải trả tiền, nợ mạng vẫn phải trả mạng. Không thể nói bạn thành Phật, thành Bồ Tát rồi thì có thể không cần trả, không có đạo lý này. Vậy thì luật nhân quả sẽ bị lật đổ rồi. Làm Phật là Bồ Tát vẫn không miễn được, Hướng hộ phàm phu chúng ta. Phàm phu không cam tâm trả nợ, trả mạng. Không cam tâm thì sẽ gây ra phiền phức lớn Trả qua trả lại không bao giờ dứt Sẽ bị cái phiền phức này Đòi nợ trả nợ Đòi mạng đền mạng không bao giờ dứt Đời đời kiếp kiếp làm cái việc này Cổ không thể tả Phật Bồ Tát tốt ở chỗ nào Họ thấy đều biết rất rõ Sáng tỏ Họ có túc mạng thông Có tha tâm thông có thiên nhãn thông nhưng duyên nhiều đời nhìn thấy rất rõ ràng cho nên họ trả dứt từng món nợ vì sao không còn việc gì nữa họ là cam lòng tình nguyện mà trả bị người ta giết cũng cam lòng tình nguyện tuyệt đối không có tâm báo thù nợ đến đây đã chấm dứt phàm phu không chấm dứt nỗi món nợ này chính là họ không cam lòng tình nguyện vẫn còn tâm trả thù kết oán thù đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt vô cùng đáng sợ nếu như các vị thế hội những sự tướng này thật kỹ sau đó mới biết tại vì sao phải tôn trọng tam bảo tại vì sao lợi ích công đức của tam bảo lớn như vậy bạn mới có thể thể hội được chút ít chỉ có tam bảo mới có thể thật sự giải quyết vấn đề cho chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể giải quyết vấn đề gặp được phật pháp đều có thể giải quyết được đây là điểm mà bất kỳ pháp môn nào của thế gian cũng không thể làm được chúng ta biết mình rơi vào Bần cùng Hạ tiện Rơi vào địa vị này Thì biết được đây là do Chính mình tạo ác nghiệp Trong đời quá khứ Mà chiêu cảm nên quả báo này Hiểu rõ đạo lý này Nhìn thấu sự thật Liền có phương pháp để cứu giảng Phương pháp cứu giảng Là sám hối giác tri túc nghiệp đây là bạn rõ biết rồi rõ biết là do nghiệp đời trước không dựa vào phật pháp thì vô phương trong pháp thế gian cũng có tuy có mà không rốt ráo người có học vấn người có đức hạnh và một số nhà tôn giáo trong thế gian họ cũng biết một số xử lý về nhân quả báo ứng cũng biết tu pháp sám hối thế nhưng tri kiến của họ không viên mãn không rốt ráo vì thế phần lớn sám hối của họ là thuộc về sự Cũng có thể giúp ích được Nhưng rất nhỏ Không thể giải quyết vấn đề triệt để Giải quyết vấn đề triệt để Nhất định phải giúp người ta Ra khỏi tam giới Như vậy mới xem là triệt để Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Thì thường để lại Phiền phức gì sao Trước mắt hòa hoãn được đôi chút nhưng sự việc này không chấm dứt được như vậy mới biết phật pháp là vô cùng thù thắng dưới đây phật dạy cho chúng ta phương pháp chí tâm chiêm lễ địa tạng bồ tát hình tượng mấu chốt là ở chí tâm dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm chân thành thanh tịnh chính là pháp sám hối từ đó cho thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát là tăng thượng duyên cho chúng ta sám hối tại vì sao bạn có thể tiêu trừ được nghiệp chướng gì? Là bởi vì bạn trí tâm. Bình thường bạn dùng tâm là dùng vọng tâm. Hôm nay đối trước hình ảnh Phật Bồ Tát là tâm chân thành. Nãy chí nhất thất nhật trung, niệm Bồ Tát danh khả mãn vạn biến. nhất thất thất là một con số viên mãn bạn tìm ra thời gian cố gắng tu tập bảy ngày ở trong bảy ngày này chấp trì danh hiệu bồ tát đây thông thường gọi là tu địa tạng thất hoặc giả là đọc kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện niệm danh hiệu bồ tát địa tạng bảy ngày ở trong một thất chân thật kết thất niệm phật nói thật ra là bảy ngày bảy đêm không được gián đoạn Lợi ích công đức này vô cùng thù thắng Bạn xem bảy ngày bảy đêm Không hoài nghi Không sen tạp Không gián đoạn Thì người căng tánh nhạy bén Sẽ được nhất tâm Được nhất tâm là siêu phàm nhập thánh rồi Phần trước chúng ta xem Thấy quan một nữ Bà La Môn nữ Họ dùng phương pháp niệm Phật một ngày một đêm đó là người căng tánh nhạy bén một ngày một đêm thì được nhất tâm được nhất tâm chính là bồ tát không phải là người phàm nữa rồi cho nên họ có thể đi tham quan viếng thăm địa ngục quỷ dương ở địa ngục cô hỏi quỷ dương đây là ở nơi nào quỷ dương nói cho cô biết đây là địa ngục sao tôi có thể đến đây được quỷ dương nói với cô là có hai loại người có thể đến được địa ngục một là bồ tát hay là người thọ tội từ đó cho thấy cô một ngày một đêm cô niệm đến sự nhất tâm bất loạn mới có năng lực đi viếng thăm địa ngục đây là trong Kinh Di Đà nói Nếu một ngày cho đến bảy ngày Người căng tánh Nhạy bén Thì một ngày Một ngày đêm sẽ được nhất tâm Người căng tánh chậm lục Thì bảy ngày Bảy ngày bảy đêm cũng có thể được nhất tâm Chúng ta hiện nay Đồng tu niệm Phật trong niệm Phật đường Đừng nói là bảy ngày Tu liên tục 49 ngày Cũng không thể được nhất tâm nguyên nhân gì niệm phật không đúng như pháp việc phiền phức lớn nhất chính là sen tạp lúc họ niệm phật vẫn còn vọng niệm sen tạp ở trong đó vậy thì không đúng như pháp rồi thật sự phải không có vọng niệm thật sự đạt đến tiêu chuẩn này không hoài nghi không sen tạp không gián đoạn bảy ngày bảy đêm thật sự có thể thành công Chúng ta xem thấy trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Vãng sanh truyện Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục có truyện Pháp Sư Oánh Kha Triều Tống Ngài là người xuất gia phá giới Tập khí rất nặng Ngài tự mình biết rõ Biết được tương lai nhất định phải đọa địa ngục Tạo tội nghiệp quá nặng Tự mình cũng không có cách gì khống chế mình được Tâm chuyển theo cảnh Thế thì có cách gì bây giờ? Ngài chỉ có một niệm sáng suốt Là biết mình có tội Giá tri túc nghiệp Cái hay của Ngài chính là bốn chữ này ngài biết chính mình tương lai nhất định đọa địa ngục nghĩ đến đọa địa ngục liền sợ hãi liền lo sợ làm sao có thể không đọa địa ngục ngài thỉnh giáo đồng tu của mình những vị đồng tu này liền tặng cho ngài cuốn giảng sanh truyện ngài xem giảng sanh truyện mỗi khi đọc một truyện ngài đều cảm động đến rơi lệ sau khi xem xong ngài tự mình phát tâm quyết định cầu giảng sanh đóng cửa phòng lại niệm a di đà phật ba ngày ba đêm không ăn không ngủ ngay cả nước cũng không uống ba ngày ba đêm chế tâm chim lễ tâm chân thành nên cảm động a di đà phật a di đà phật liền đến ngay Ngài là niệm suốt ba ngày ba đêm Đến lúc không chịu nổi nữa Rồi ngã gục xuống Trong lúc hôn trầm Ngủ gục mộng thấy a di đà Phật đến Ngài là trong mộng mà thấy Liền xin Đức Phật a di đà Muốn cầu giảng sanh a di đà Phật nói với Ngài Thọ mạng của ngươi còn 10 năm Ngươi cố gắng dụng công Sau 10 năm Lúc tuổi thọ ngươi hết Ta sẽ đến tiếp dẫn Ngài thật sự sáng suốt Biết được mình Ngài nói tập khí của con rất nặng Thời gian 10 năm dài như vậy Sẽ không chống cự nổi với cám dỗ bên ngoài Lại không biết sẽ tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa Vậy thì rất nguy hiểm Con không cần 10 năm tuổi thọ nữa Con muốn đi liền với Ngài bây giờ Sau khi A-di-đà Phật nghe xong Cũng đồng ý Vậy được rồi, ba ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi Pháp Sư Oánh Kha rất vui mừng Ngay lúc này bỗng giật mình tỉnh dậy Vì này không giả Liền tuyên bố với đại chúng Ba ngày sau Ngài sẽ giảng sanh Cảnh giới hoàn toàn giống như quan một nữ, bà la một nữ Là ba ngày, ba đêm Cho nên trong Kinh Di Đà nói Nếu một ngày cho đến bảy ngày là không giả Vấn đề là bạn có chí tâm hay không bạn có không xen tạp hay không chúng ta ngày nay niệm phật công phu không thể thành tựu nói thật ra hiện nay hoài nghi là tương đối ít nhưng mà không thể nói là không có nỗi hoài nghi đó bản thân bạn cũng không biết nguyên nhân gì vậy bạn chưa có hiểu rõ thấu triệt đối với đạo lý niệm phật giảng sanh và chân tướng sự thật nên tâm nghi của bạn chưa dứt được do chưa hiểu rõ thấu triệt thật sự hiểu rõ thấu triệt rồi thì không còn hoài nghi không hoài nghi thì nhất định không có lưu luyến đối với thế gian này cho nên còn lưu luyến đối với thế gian chứng tỏ họ vẫn còn nghi đoạn nghi sanh tính Mục đích của giảng kinh thuyết Pháp là ở chỗ này Chân thật giúp mọi người đoạn nghi sanh tính Sau đó công phu mới là không sen tạp Thật sự làm được không sen tạp, không gián đoạn Thì không có người nào không thành tựu Cho nên người đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi Không bị bệnh như oánh kha là không bị bệnh biết rất rõ ràng niệm phật mà giảng sanh sự việc này đến thời cận đại cũng có rất nhiều người sao chúng ta có thể nói không tin được chứ tại vì sao họ làm không được không bị bệnh là do sám trừ hết nghiệp chướng rồi Chí tâm thì có thể sám trừ được nghiệp chướng Chúng ta vẫn còn bị bệnh là do nghiệp chướng Bạn không chịu chăm chỉ sám trừ nghiệp chướng Nên bạn vẫn còn bị ma bệnh trói buộc Thật tâm mà sám hối Thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ bệnh nghiệp chướng sám hối có thể khỏi công đức mà bạn thật sự sám hối đó thì quan gia trái chủ của bạn cũng phải rời đi họ cũng được hưởng lấy được lợi ích cho nên pháp môn sám hối nói lời thành thật tám vạn bốn ngàn pháp môn thấy đều thuộc về pháp sám hối hai chữ sám hối hàm chứa hết tất cả pháp môn tu hành của bồ tát không có pháp môn nào không phải là pháp môn sám hối phía sau là nói quả báo đạt được như thị đẳng nhân tận thử báo hậu thiên vạn sanh trung thường sanh tôn quý Cảnh bất kinh tam ác đạo khổ Đây là quả báo Cho nên hiện nay Bần cùng hạ tiện Thì nhất định phải biết Nghiệp nhân của mình Biết được nghiệp nhân liền quay đầu lại Tu Bồ Tát Đạo nếu như nói là đây là nói trước đây bạn làm đầy tớ cho người ta phải bị chủ nhân chi phối bản thân bạn không được tự do không thể có được 7 ngày 7 đêm để tu hành thì bình thường tu hành cũng được mà ở trong tu hành pháp môn thụ thắng nhất không gì bằng niệm phật pháp môn niệm phật không có chướng ngại mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có a di đà phật nhớ phật niệm phật cũng không cản trở công việc của bạn bạn làm việc gì bạn vẫn cứ làm như thường bạn còn làm tốt hơn còn viên mãn hơn nữa Trong tâm Tất cả đều buông xả Nhất tâm niệm Phật Có khả năng Thì có thể đọc kinh Không có khả năng đọc kinh Thì niệm một câu a di đà Phật này là đủ rồi Chúng tôi trong thời cận đại Nhìn thấy không ít người Chỉ thọ trì một câu a di đà Phật này mà tướng lành lúc giảng sanh Thù thắng vô cùng Lợi ích công đức Chính mắt chúng tôi đã thấy Cho nên nhất định phải niệm Phật Niệm Phật là công đức hàng đầu Niệm Phật được phước đức thù thắng vô biên ừ. nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì phước báo tự nhiên sẽ hiện tiền nghiệp chướng chưa tiêu trừ cũng mặc kệ cứ chăm chỉ nỗ lực mà tu học đời sau nhất định có quả báo thù thắng không những không đọa ba đường ác còn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi còn có thể độ rất nhiều chúng sanh thật sự là tự hành hóa tha chuyển thân tội báo thành thân bồ tát thế thì chẳng phải ứng hóa cùng bồ tát hay sao cần dùng thân đầy tớ để độ liền hiện thân đầy tớ chẳng phải giống nhau hay sao vấn đề là bản thân bạn có thật sự giác ngộ hay không thật sự giác ngộ rồi liền dùng thân này để tu liền dùng thân này để chứng quả liền dùng thân này để độ hóa tất cả chúng sanh bạn niệm phật thành tựu giảng sanh tự tại nếu bạn có thể biểu hiện đang đứng mà giảng sanh đang ngồi mà giảng sanh là bạn độ được người trong gia đình này rồi Trước đây Vợ của chủ nhân Đông Lâm Giác Xã Ở Hồng Kông Là phu nhân Hà Đông Niệm Phật Giảng Sanh Đã độ hết người trong gia đình của bà Cả gia đình bà đều tín ngưỡng cơ đốc giáo chỉ có bà là niệm phật nhưng con cái của bà rất hiếu thảo cũng rất thông minh tuy tín ngưỡng khác nhau nhưng gia đình họ rất là tự do đều rất tôn trọng bà thì ăn chay niệm phật con cái con dâu của bà đều là tín đồ thành kính cơ đốc giáo đôi bên đều tôn trọng lẫn nhau khi bà giảng sanh bà nói với con trai và con dâu cả đời chúng ta luôn tôn trọng và không can thiệp vào tín ngưỡng của nhau bà nói mẹ hôm nay phải giảng sanh mẹ có một yêu cầu với các con các con niệm phật tiễn mẹ nhé người con trai và con dâu cũng thấu hiểu nhân tình Và được chúng con niệm Phật tiễn mẹ Bà thật sự là giảng sanh tư thế đang ngồi Người nhà niệm Phật tiễn bà đi Nhìn thấy tình cảnh này Mới biết Phật giáo không phải là giả Toàn bộ con trai và con dâu đều niệm Phật Toàn bộ đều quay đầu Bạn xem, bà rất có tâm nhẫn nại đổ người nhà Cuối cùng biểu diễn cho bạn xem Bình thường không khuyên bạn Không nói một câu nào rất tôn trọng bạn cuối cùng biểu diễn ra cho bạn xem thử xem cơ đốc giáo của bạn có đang ngồi mà đi được hay không có thể biết trước ngày giờ đi hay không phương pháp này độ được người trong gia đình bà rồi không những độ người trong gia đình mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội đây không phải là gia đình thông thường ký giả đến phỏng vấn khi đăng bài lên báo bạn thử xem ảnh hưởng được bao nhiêu người đây mới thật sự là có trí huệ độ người thân quyến thuộc là có phương pháp bạn phải thật sự hiểu được bạn phải thật sự biểu diễn cho họ xem người hiện nay nói họ không tin bạn làm nên tấm gương cho họ xem thì họ không thể không tin được trong trang năm mươi sáu của chú giải các vị thử xem đây là trích dẫn trên kinh phật trong kinh biện ý nói hàng thứ nhất trang năm mươi sáu Phật cáo biện ý Hữu ngũ sự đắc vi tôn quý Chúng nhân sợ kính Đây đều là nói nghiệp nhân Chỉ cần bạn chịu tu Thì sẽ được phước báo Đệ nhất Thí huệ phổ quản Chính là bố thí nhiều Tu bố thí Dùng tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh tu bố thí Bạn sẽ được thân tôn quý Đề nhị lễ kính tam bảo cập chúng trưởng giả Đây chính là hộ trì Phật Pháp Tôn kính sư trưởng Đệ tam nhẫn nhục vô hữu sân nhuế Đệ tứ nhu hòa khiêm hạ Đối nhân xử thế cần phải có thái độ tốt đệ ngũ bát văn kinh giới họ thông đạt về kinh điển đối với giới luật họ cũng hiểu rõ sáng tỏ họ có thể tuân thủ họ có thể làm được đây là phật dạy trong kinh có năm loại nghiệp nhân được quả báo người ta tôn kính và có địa vị tôn quý ở trong xã hội cho nên bạn không tu nhân thì làm sao bạn được quả báo bạn muốn được quả báo thù thắng thì bạn phải biết tu nhân thù thắng như thế nào nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này a di đà phật cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.